Chào các bạn, hôm nay cũng là một ngày khá buồn đối với mình nha các bạn. Các bạn biết sao tại mình đã nói khá buồn không? Tại vì hồi tối mình đang chạy xe về xong á, tự nhiên cái về tới nhà các bạn, về tới chỗ này các bạn, tự nhiên cái mình thì nghe ở sau nó kêu gì một cái tạch nhá các bạn. Mình nghe một cái tạch nhưng mà mình không biết cái gì nha. Mình mới đầu thì mình cứ tưởng là cái bố hắn nó cạ hay là cái gì nó rớt xuống á. Cái mình vừa nghe cái tạch xong xuôi cái mình quay lại mình nhìn xong tự nhiên mình thấy có một luồng khói bên đây bay ra các bạn. Khói ra chỗ này tự nhiên nó bay ra như nè, tự nhiên bay khói ra, tự nhiên cái mình hỏi thử. Nhưng mà trước khi cái bo của mình không bị vô nước luôn nha, không bị vô nước hay là không bị qua chạm gì hết. Mình nghĩ có thể là chạy lâu nó hư các bạn, có thể là do chạy lâu nó hư nha. Tại này bo mình cũng chạy hơi lâu rồi. Mình nhìn cái tạch xong mình nhìn xuống thì mình thấy một làn khói bay xong là mình nghi ngờ là cái bo cháy rồi, hoặc là cái thường cái lỗi của mình nó không có cháy, thường nó có kêu nó cháy là bị cục bo mà. Nhưng mà cuối cùng là cục bo nó bị nặng bánh nha các bạn. Xong cái mình quay bánh xe mình thấy nó hơi nặng nè, mình quay cái bánh xe mình thấy nó nặng nè, nó nặng bánh xong là mình cũng nghi rồi, mình nghi là cái bo cái lỗi không biết cái nào thôi. Còn theo mình nghĩ thì cái bo cái lỗi mình nghi cái bo thôi. Cái mình cắt từ dây ra trước. Đây mình cắt từ dây nè. Lúc đầu mình cắt một dây ra thì nó vẫn còn nặng nha. Mình cũng hơi sợ, mình sợ nó bị cái lỗi các bạn. Mình sợ nó bị cái lỗi hoặc cái bo nha. Sau cái mình cắt hai dây ra. Hai dây thì nó nhẹ cái bánh. Là mình hiểu là cái cục bo nó bị hư rồi nha. Có thể là nó bị hư sò hay hư cái gì đó. Bây giờ mình đẩy ra ngoài tiến hình nè. Mình đẩy ra tiến hình xong á, cái mình kêu mở ra coi sửa cục bo cho mình thử được không nha. Mình nghĩ là có khi là nó bị hư một cái dàn sò các bạn. Mình nghĩ là có khi là nó một cái dàn sò, nếu mà thay dàn sò được thì chạy được nha, còn mà nếu thay không được thì mình cũng không biết sao luôn, để mình coi thử coi. Đó, bo tới giờ nó còn hơi ấm ấm nè các bạn, hơi ấm ấm nè. Cái này thì nó bị hồi tối rồi, mình cũng không biết lý do gì mà nó bị hư luôn, mình không hiểu luôn. Tự nhiên mình nói chung mình cũng chạy chậm mà bình thường thôi, mình từ bên dưới lộ mình chạy qua lộ bên đây xong, chạy qua lại xong như ngừng lại xong, tự nhiên nghe từ một tiếng cái tạch xong tự nhiên khói ra, nó là mình hiểu luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ để mình đi vòng vòng mình kiếm còn cục bo nào nhỏ nhỏ mình gắn rồi mình chạy ngoài đỡ các bạn. Rồi tí xíu ra tới tiến hình là mình kêu tiến hình mở cục bo ra, rồi mình quay cho bạn coi thử nha. Bo mình cắt ra hết rồi, mình sợ nó ấy, mình cắt ra hết thì nhẹ bánh này các bạn xem nè, bánh xe nhẹ nè, đây đó. Hồi tối thì nặng chịu nha. Bây giờ mình kiếm gì mình gắn nó chạy đỡ các bạn ơi. Mình cũng thấy hơi buồn xíu bạn, tự nhiên cái đường không, cái tự nhiên cái bo bị hư mình không biết lý do luôn nha. Mình nghĩ là có thể chạy lâu nó hư thôi chứ không vậy nha, chạy lâu nó hư. Chuẩn bị lấy lúa mua khác rồi các bạn ơi. Một mua khác, còn hai là có thể là mình xuống 6 bình á. 6 bình mình chạy bo thường cho nhẹ xe nha. Mình xin được kết thúc clip đây luôn. Các bạn nhớ đăng ký kênh và theo dõi mình nha. Tạm biệt các bạn. Để chút xíu mình ra ngoài xong mình quay cái hình tháo cục bo cho bạn coi thử coi bên trong nó tại sao nó lại nặng bánh nha.